hai tuyến hầm đường bộ xuyên núi Phước Tượng Phú Gia nằm trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí hơn nửa năm nay. Các phương tiện đi qua đây thì không chỉ rút ngắn được thời gian di chuyển, giảm chi phí xăng dầu mà còn tránh được những nguy cơ mất an toàn giao thông trên những đoạn đèo quanh co nguy hiểm. Lật xe, tai nạn, ùn tắc kéo dài. Suốt nhiều năm, đèo Phước Tượng Phú Gia của tỉnh Thừa Thiên Huế là những điểm đen về tai nạn giao thông. Nhưng từ khi có hầm mới, đèo đã chẳng còn mấy phương tiện qua lại. Đường thì rất là an toàn và giảm thời gian và đi không lo lắng lắm. Giải quyết rất tốt cái vấn đề trật tự an toàn giao thông, mà đặc biệt là đèo Phước Tượng. Là trước đây mỗi năm có đến gần 80 vụ va quệt, va chạm, tai nạn giao thông. Còn với doanh nghiệp vận tải, đi qua hầm mới đã rút ngắn gần 1 tiếng so với đường đèo. Chi phí xăng dầu cũng giảm đến gần 20%. Kinh tế cũng phải tính toán, nhưng mà chắc là cũng phải lợi được từ 50% là đỡ lắm rồi. Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia nằm giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Việc hầm được đưa vào khai thác đã góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, vận tải khách du lịch giữa các địa phương. Lượng xe nó rất là phát triển và tạo điều kiện tối đa cho cái sự phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất là cái lượng khách du lịch từ Đà Nẵng về Lăng Cô để vui chơi giải trí xong rồi chiều về lại thì chỉ đi trong một buổi chiều rất là tốt. Tuy nhiên, vị trí đặt trạm thu phí của dự án lại đang khiến người dân tại thị trấn Lăng Cô băn khoăn, bởi nếu đi từ Lăng Cô vào Đà Nẵng, dù không qua hầm nhưng vẫn phải đóng phí. Theo đại diện chủ đầu tư, vị trí đặt trạm đã được các cơ quan chức năng và địa phương chấp thuận. Nó có văn bản gửi trình Bộ Giao thông Vận tải để xin phép Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính về việc miễn hoặc giảm cái phí đấy cho người dân để đảm bảo quyền lợi cho người dân xung quanh dự án. Với việc được hỗ trợ về phí, anh Hải và hơn 100 hộ dân tại thị trấn Lăng Cô sẽ có thể yên tâm hơn về những hành trình của mình. Chính sách đó của chủ đầu tư và của cái nhà nước thì chúng tôi là hoan nghênh hoàn toàn, vì tất cả những người dân Lăng Cô hoan nghênh vì đó là cái quyền lợi thực tế của chúng tôi.